Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh dịch COVID-19, hàng hóa nhập khẩu vào các nước EU bằng đường hàng không có thể bị ảnh hưởng đáng kể do nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy hoặc cắt giảm. Ngoài ra, vận tải nội khối cũng ít nhiều bị ảnh hưởng do một số quốc gia siết chặt quy định kiểm soát biên giới. Thống kê từ Bộ Công Thương cho thấy, EU là đối tác thương mại quan trọng, là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam sang EU tương đối lớn. Trong năm 2019, lượng hàng hóa xuất khẩu của EU qua đường biển đạt 20,5 tỷ euro, đường hàng không đạt 14,5 tỷ euro, đường sắt đạt 671 triệu euro, trong khi nhập khẩu qua đường biển là xấp xỉ 6 tỷ euro, đường hàng không là 3,6 tỷ euro và đường sắt 9 triệu euro. Do vậy, các quy định liên quan đến kiểm soát dịch cũng có thể gây đình trệ việc ký kết các đơn hàng xuất khẩu trong thời gian tới giữa Việt Nam với các đối tác EU. Các chuyên gia thương mại cho rằng, 3 tháng đầu năm là chu kỳ giảm xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU do có nhiều ngày nghỉ của cả hai bên, kết hợp với việc doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chờ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, EVFTA có hiệu lực mới xuất hàng để được hưởng thuế quan ưu đãi. Cùng với dự báo tăng trưởng kinh tế của EU suy giảm như hiện nay, thì triển vọng tăng trưởng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU được dự báo là tương đối thấp. Bộ Công Thương cho biết, trước diễn biến dịch COVID-19 ngày càng nghiêm trọng, châu Âu trở thành tâm dịch của thế giới, các nước EU đã có những động thái quyết liệt hơn trong việc áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Thời gian tới, do là hàng loạt các cái hệ thống bán lẻ của châu Âu, châu Mỹ đã đóng cửa, nên những cái mặt hàng mà không phải là mặt hàng thiết yếu thì sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất. Và trong cái thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng liên tục cùng với cả các cái thương vụ quan sát rồi là cập nhật tình hình với cả các cái doanh nghiệp nhập khẩu của châu Âu và châu Mỹ và các cái hiệp hội nhập khẩu để nắm bắt tình hình và để có những cái đề xuất trong thời gian tới. Tuy nhiên, xét trên một số khía cạnh kinh tế, các biện pháp kiểm soát dịch trên thực tế sẽ ảnh hưởng đến tốc độ luân chuyển hàng hóa từ khâu xuất khẩu, vận chuyển, thông quan, lưu kho, bốc rỡ đến tiêu thụ hàng hóa, gây gián đoạn hoặc làm chậm trễ dòng chảy kinh tế, thương mại, dịch vụ. Ngoài ra, lượng cung cầu của thị trường, nhu cầu trao đổi hàng hóa, các hoạt động giao thương giữa EU với các đối tác, trong đó có Việt Nam, cũng sẽ phần nào bị hạn chế. Hơn nữa, nhu cầu mua sắm hàng hóa không quá thiết yếu như hàng dệt may, da giày, đồ gỗ, điện thoại là các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tại thị trường EU khả năng sẽ suy giảm. Tuy nhiên, sức mua đối với mặt hàng nông sản, thực phẩm dự báo vẫn có thể được duy trì. Trên cơ sở từ những cái diễn biến thực tế này thì tôi cũng đề nghị các đồng chí một số cái nhiệm vụ liên quan đến trong cái nội dung này. Thứ nhất là các vụ thị trường ngoài nước cùng phối hợp với vụ kế hoạch theo dõi kịp thời và cập nhật kịp thời tất cả những diễn biến của tại các cái đối nước đối tác, các nền kinh tế đối tác của chúng ta trong tất cả về các cái nội dung liên quan đến dịch bệnh, phòng chống dịch bệnh và những cái chính sách có thể bị tác động liên quan đến vấn đề về thương mại, về kinh tế cũng như các chuỗi cung ứng và trong các khung khổ hợp tác nói chung với chúng ta, để từ đó xác định rõ những cái cơ sở, những cái điều kiện để chính phủ có thể xây dựng những cái cơ chế chính sách và các giải pháp cụ thể để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Xuất khẩu quý 1, quý 2 năm 2020 của Việt Nam sang EU dự báo có thể giảm từ 6 đến 8% nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài đến tháng 6 năm 2020. Một số mặt hàng chủ lực như máy tính, điện thoại và linh kiện dự kiến sẽ tiếp tục sụt giảm mạnh do gặp khó khăn cả về khâu cung ứng lẫn nhu cầu thị trường giảm. Tuy nhiên, các chuyên gia thương mại dự báo tăng trưởng xuất khẩu nửa cuối năm 2020 sẽ khả quan hơn do dịch bệnh có khả năng được đẩy lùi và hiệp định EVFTA đi vào hiệu lực. Do vậy, theo Bộ Công Thương, các doanh nghiệp cần theo dõi sát tình hình dịch bệnh để có kế hoạch sản xuất và kinh doanh phù hợp, đồng thời có phương án chuyển đổi hình thức xúc tiến thương mại theo hướng tận dụng hình thức quảng bá trực tuyến, kết nối doanh nghiệp trực tuyến để duy trì và phát triển thị trường ngay cả khi dịch bệnh đang diễn ra. Mặt khác, bảo đảm có thể nhanh chóng khôi phục mọi hoạt động ngay sau khi dịch bệnh suy giảm và kết thúc.